Thị Đơn. Tôi xin kính mời đoàn đại biểu là các con, các cháu của họ nội tộc Nguyễn Công và làm lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con, kính thưa các cụ, các ông, các bà họ Vũ, xã Tiên Tiến, cụ Vũ Thị Đơn sinh năm 1922 tại thôn Rỗ, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Cụ về làm dâu họ Nguyễn Công, làng văn hóa Phú Kê kể từ những năm 30 của thế kỷ trước. Kể từ ngày 18 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2011, tức ngày 10 tháng 11 năm Tân Mão, cụ chút hơi thở cuối cùng từ biệt chốn dương gian, vĩnh biệt con cháu chắc trong đại gia đình của cô cùng những người thân họ nội họ ngoại, bà con trong xóm ngoài làng, các ông bà thông gia, bạn hữu gần xa của cô và con cháu cụ để về với thiên tổ. Với hơn 90 năm của cuộc đời thì có hơn 70 năm cụ đã cùng với cố của ông và các con, các cháu vượt qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, bền bỉ tạo dựng và chát chiêu để các con các cháu có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đương thời cụ ham lao động, chịu thương chịu khó, sống đúng mực thủy chung và chan hòa với mọi người. Ở khu hội tụ đủ công dung ngôn hạnh của một người phụ nữ qua các thời kỳ phát triển của xã hội cũng như thăng trầm của cuộc đời. Với sống nàng, cô là người cởi mở chan hòa, gần gũi sớm hôm khi tối lửa tắt đèn, những lúc cơm chẳng lành khi canh chẳng ngọt, và sẵn lòng vị tha giúp đỡ mọi người. Hơn 6 năm qua cô trở bệnh ra, việc sinh hoạt có nhiều khó khăn đau đớn, nhưng với một nghị lực phi thường, cụ nhất tâm chịu đựng để vui lòng con cháu. Cụ là một tấm gương sáng ở mọi phương diện, không chỉ cho con, cho cháu mà cả dòng tộc Nguyễn Công. Cụ là một thành viên luôn có trách nhiệm trong việc xây dựng nền nếp gia phong, tinh thần đoàn kết của dân tộc. Mọi người trong nội tộc hôm nay ghi nhận công sức của cụ, tiếp tục thực hiện những ước nguyện của cụ cũng như các vị tiền bối để lại, cùng các dòng họ trong làng phát triển và xây dựng một đời sống vật chất ngày càng đầy đủ hơn, cùng một đời sống văn hóa tinh thần ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Cụ là bậc cao niên nhất tại thời điểm hiện tại của dòng họ Nguyễn Công. Cuộc đời bé dâu của cụ thật là viên mãn, lỗ không có chiến tranh chia cắt hai miền Nam Bắc. Trong cuộc cách mạng giải phóng vĩ đại của dân tộc, cụ đã hiến dâng cho Tổ quốc người con trai thứ tư là liệt sĩ Nguyễn Công Đấu,
mà cụ hết một yêu thương. Để rồi cụ ngày đêm đau đớn và day dứt nhớ thương, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về chốn Đồng Lai tiên cảnh. Giờ phút này có mặt tại đây hôm nay là các con, các cháu, các chắc, các chít của cụ trong nội tộc Nguyễn Công. Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này, cùng lời chia buồn thấm thiết nhất tới toàn thể gia quyến và ngoại tộc họ Vũ xã Tiên Tiến. Nguyện cầu cho cụ được bình an, tịnh độ siêu sinh nơi chín suối. Sau đây tôi xin kính mời bác Nguyễn Công Bắc thay mặt hội đồng gia tộc và trưởng họ lên tháp lên hương vĩnh biệt cụ. Xin kính mời bác. Để tỏ lòng thương nhớ cụ, chúng ta dành cho cụ một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin cảm ơn các bà và các cô các. Tôi xin được trân trọng giới thiệu, đây là lễ viếng của sư thầy và các già trong hội Phật giáo của chùa Sùng Ân. Xin trân trọng kính mời một già thay mặt cho đoàn lên dâng vòng hoa kính viếng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời một cụ thay mặt cho đoàn lên dâng hương kính viếng. Đơn ơi, cuộc đời đâu được như mơ, đã cho hẳn bập bờ làm chi, công danh bổng lộc là gì, phù vân ngoài cửa đến rồi lại đi, chi bằng tìm chốn thiền tâm cho lòng thanh thản, bất công nhọc nhằn ôi cửa thiền bao la huyền diệu, xin giữ phù về nơi Phật quốc xa xăm. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tăng hiếu cùng tất cả bà con trong khu, hôm nay hội Phật giáo chùa Sùng Ân khu 1 được tin cụ Vũ Thị Ơn 250 về già. Các già trong hội vô cùng tiếc thương và đau xót biết tin cụ ra đi. Trong thời gian đương thời, cụ là nguyên là hội trưởng hội Phật giáo chùa Sùng Ân. Cụ là một hội trưởng có tâm huyết với Phật sự và rất năng động trong công việc và đoàn kết vui vẻ hòa nhã với Phật. Các già cụ ra đi là một niềm đau buồn và tiếc thương của các chùa và Phật tử của chùa. Hôm nay các già đã đến đông đủ tại gia chung để làm lễ thắp hương viếng cụ và chia buồn cùng gia quyến. Để thắp hương viếng cụ, xin mời bà Nguyễn Thị Gan nên đại diện cho hội Phật giáo chùa nên thắp hương.
nhớ cổ lúc sống trên đời tâm nành tính thắng mọi người cũng khen gia đình dâu tháo dê hiền thuốc thang chăn thóc muôn phiên tối ngày sinh vội rào
duyên ngày ngày vẫn cánh hướng ra miệng hướng ngã hoa hòn hương cảnh Phật Di Đà sống trong nấm mơ độc sinh cầu nguyện kim xin gửi cùng về với nước non. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn và xin được mời gia đình xin trân trọng cảm ơn ông đã lặng tình lặng lẽ về với gia chung để dành cho cụ những thời gian cho cụ nhiều năm tháng năm phơi đầy để bày tỏ lòng tiếc thương và tiễn đưa cụ. Xin được mời các bác hãy dành tới ban tổ chức xin cảm ơn và xin được mời anh em các bác lưu đề bàn trà xin chào cụ nước nhân dân và nghĩa tình quê hương xứ sở cháu con dành cho cụ như người nhà hiền những lúc chia ly thành cho một khoảng không gian thoáng thoáng tiêu điều để bày tỏ lòng tiếc thương và tiến tới cụ trước linh sản sở thờ cụ. Xin được mời các bác hãy dành phút tâm linh bắt đầu. Lễ tết ban tổ chức xin cảm ơn và xin được mời cung quốc gia thân thành cung kính lễ trăm năm xa cách cảm tình nhớ thương để nhân hương và tấm lòng hiếu thảo dành cho cụ trước lúc chia ly. Ban tổ chức xin cảm ơn và xin thân có nhớ hương vô để nhân hương và tình thương đối nhớ cháu con hương trần xin cung kính lễ dân một lễ nhân hương hai tấm lòng hiếu thảo dành cho cụ người mẹ trước lúc đi xa. Ban tổ chức xin cảm ơn nhớ nghẹn ngào lòng nhau để nhân hương cháu con dân đời cầu nguyện xin gửi cùng về với nước non. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn và xin được mời các anh chị em lưu cháu con chân bối tôn duyên ơn phúc ấm bổ tiên dấu hiền để hào phú chia đi cùng về miền cực lạc trạch lòng cho một tiếng chi sau để nhân hương và tấm lòng hiếu thảo dành cho cụ người mẹ hiền trước lúc đi xa. Ban tổ chức xin cảm ơn và xin được mời các ông bà lưu lại bàn trà xin chầu nước đến về với miền cực lạc một giấc ngủ an nhàn xin vĩnh biệt trần gian. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn và xin được mời ông Linh về trời xa. Thưa cụ, trong giờ phút chia ly này với nghĩa tình cốt nhục từ cố hương tiên tiến, đại gia đình anh em cháu con về đây xin nghẹn ngào dâng cụ những nén nhang thơm và lời chào vĩnh biệt. Phút tâm linh bắt đầu. Lễ tết ban tổ chức và cháu con gia đình hữu chủ xin được cúi đầu đa tạ xin kính ơn. Xin kính mời gia đình các ông bà cùng các anh chị em đến để tiên tiến lưu lệ bàn trà xin chầu nước. Chỉ hết mình chia sẻ với đau thương một lễ nhân thân và lời thì thầm cầu nguyện cháu con dành cho cụ trong lúc chia ly xa. Ban tổ chức xin cảm ơn và xin được mời anh ngực lưu lệ bàn lòng tiếc thương và tấm lòng hiếu thảo dành cho cụ người mẹ trước lúc đi xa. Xin được mời các bác hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức xin cảm ơn. Cuộc đời dài thật là dài, song gặp nhau lần nào cũng vội. 90 mùa xuân một lịch trình đã định sớm mai đây cụ sẽ phải đi xa. Để chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình, mãi mãi tưởng nhớ đến cụ người thân mẫu của liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trước lúc chia ly này, xin được mời các đồng chí hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn, xin được mời các đồng chí lưu lại bàn trà xin chầu nước để gia đình được đón tiếp. Thank you.
xa mấy quay trần ai nhân gian tin từ câu tình nghĩa khúc phù thanh hàn tối quần lai. Ban tổ chức và gia đình xin cảm ơn. Đến anh thân và đời chào thân tôn nghĩa tình tròn vẹn sáu con dạy cho phù người mẹ người cha già trên lúc chia đê. Ban tổ chức xin cảm ơn và xin được mời ông Khanh lưu lại phần trả. Bác là cha ân dâu biển rồng, cháu là con đấy chứng lũ thảo làm đầu. Một nén nhang thơm hai hành khăn tang trắng, cháu con giải chức người bác người mẹ hiền chứng lũ chia đi. Để bày tỏ tấm lòng thân thương của mình, xin được mời các chị hãy dành phút tâm linh bắt đầu. Ban tổ chức lễ tang xin được kính mời đại gia đình con cháu của ông Chi vào dâng hương hoa làm lễ kính viếng. Xin kính mời. Lào ai biết khúc nhơi đến thế và cầu xin được thế về trên thuốc trường sinh vương mẫu không trao bút chú từ Nam Tào sớm đình ôi nghẹn ngào hai tiếng chia ni. Để bày tỏ lòng tiếc thương và tiến nước cụ chứng minh sản thờ cụ hình ảnh thân thương, xin được mời đại gia đình các bác hãy dành phút tưởng niệm bắt đầu. Xin chào. Phù về mới đến xa xôi, cháu con người tròn tới việc nhớ thương con vương tôi là đánh nhớ phù nhiều năm tháng năm tươi đầy. Đến nghĩa nhanh hơn những mảnh thanh thanh trắng, cháu con dạy cho phù người thân thương từ lúc đi xa. Ban tổ chức và gia đình như chủ xin cảm ơn. Xin được mời ông mời bác đại diện lưu lời bàn trà xin chào nước. Chào tôi nhớ đời thương hoàn hương đã gửi về rồi chia đi nhẹ nhanh thắm với lời chào nghĩa tình còn mẹ cháu con phải thất vụ trước lúc đi xa. Ban tổ chức xin cảm ơn.